Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên diễn ra lễ khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 22 năm 2020. Dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan cùng lãnh đạo các sở ban ngành. Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 22 đã chọn được 147 tác phẩm từ các tác giả của 9 tỉnh trong khu vực có chất lượng tốt để trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên. Các tác phẩm phản ánh đa dạng các vấn đề của xã hội, nhiều bức ảnh về các chủ đề nóng trong thời gian qua như về dịch bệnh Covid-19, tình yêu biển đảo. Càng về sau này thì các tác phẩm ảnh của các tác giả của sông Hồng ngày một tốt hơn. Nhiều tác phẩm đã có những bước gọi là tiến bộ rất xa. Tiến bộ ở cả việc khai thác nội dung và ở cả phần kỹ thuật. Hưng Yên thì cũng có những thế mạnh riêng. Chúng ta có nhãn, có các hoạt động về làng nghề, rồi chúng ta có những bãi cát sông Hồng vân vân. Và cái đó là cũng là một trong những điều kiện chúng tôi gọi nôm na tức là chất liệu ảnh để có thể tạo ra những cái tác phẩm ảnh nghệ thuật. Một điểm mới trong liên hoan ảnh nghệ thuật lần này đó là việc chấm tác phẩm online đảm bảo tính khách quan công tâm. Cùng với Quảng Ninh, Hưng Yên là đoàn có số lượng tác phẩm được chọn treo tại liên hoan nhiều nhất với 26 bức ảnh, trong đó có nhiều tác phẩm đạt giải cao. Hội Văn học Nghệ thuật Hưng Yên phối hợp với ban ảnh của Hội Văn học Nghệ thuật Hưng Yên đã tổ chức đi thực tế sáng tác cho hội viên và kết quả là hàng trăm tác phẩm ảnh nghệ thuật đã được chọn treo và đạt giải. Tại lễ khai mạc, ba nghệ sĩ nhiếp ảnh là Lê Hào tới từ tỉnh Hưng Yên, Ngọc Sơn tới từ tỉnh Bắc Ninh và Di Đông tới từ tỉnh Thái Bình đã được phong tước hiệu nghệ sĩ nhiếp ảnh cống hiến ESPAPA. Ban tổ chức đã trao huy chương vàng cho tác phẩm Tôi yêu lắm biển quê tôi của đoàn Quảng Ninh, đoàn Hưng Yên tác phẩm Mũ đĩ đánh bồng của tác giả Đào Ngọc Miền đạt huy chương bạc, tác phẩm Lấy mẫu bệnh phẩm Covid-19 của tác giả Nguyễn Khắc Hào và tác phẩm Hội làng của tác giả Ngô Quang đạt giải khuyến khích. Tỉnh Hưng Yên là một vùng đất mà chúng tôi cũng mơ mộng được về đây để chụp lại hoặc là ghi lại những khoảnh khắc mà đã có hàng nghìn năm văn hiến. Liên hoan lần này là dịp để Hưng Yên quảng bá hình ảnh của đất và người xứ nhãn tới bạn bè các nơi, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch Hưng Yên nói riêng, du lịch khu vực Đồng bằng sông Hồng nói chung. Các bức ảnh sẽ được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên đến hết ngày 26 tháng 10.